Chào ơn quý vị và các bạn đã quay trở lại với hiện Chuyện. Hôm nay chúng ta lại cùng gặp nhau và tiếp tục cùng Đình Duy theo dõi tập 14 tác phẩm truyện Ranh Giới của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Người ta nói rừng nào cọp đó chẳng sai. Muốn trở mù cao su về Sài Gòn, không chỉ có xe tải cùng tài xế, chặng đường xa hay gần đều phải dựa vào những mối quan hệ Vốn chẳng là gì những đoàn công xa chở hàng buôn đậu, nhưng ông Hào luôn trung thành với việc sản xuất không đi buôn như các thế hệ trước. Ngoài việc kết nối với Đại tá Hoàng Thanh Bình ở Định Tường, ông kết giao cùng Đại tá Hai Bàng ở Tây Ninh và Đại tá Hàm bên tỉnh Long Khánh. Dù chưa chấp nối được bên tỉnh Kiến Tường, với ông như vậy đủ để tạo thuận lợi trong công việc. Mà dù công việc tại hai nhà máy đang phát triển tốt, ông vẫn muốn tìm đường lùi khi để mắt tới vùng đất xa xôi tận ra nã đại. Công việc dù bận rồi đến đâu, ông Trần Tiến Hảo vẫn không quên để mắt đến ông Chuẩn, người đã trở thành xui gia của mình. Nhìn đồng hồ, thấy không còn sớm, ông nói lái xe đưa mình tới con phố Bùi Viện, có việc. Không giống như mấy con phố sầm uất của Sài Gòn, con phố Bùi Viện gồm những dãy nhà tạm lụp sụp, vốn dành cho dân nghèo sinh sống. Ngày trước, dưới thời vua Bảo Đại, ông Hảo khi đó chưa lập gia đình, thường đi qua nơi đây, nhưng nó mang tên Bảo Hộ Thoại. Gần chục năm trước, tránh quyền đổi tên thành phố Bùi Viện, Bước nhanh vào con hẻm nhỏ khi trời nhá nhem, ông Hảo đứng trước một ngôi nhà, dù xây bằng gạch nhưng chả hơn gì mấy ngôi nhà ngoài đường. Đưa tay gõ vào cánh cửa gỗ, ông đưa mắt quan sát xung quanh do sợ có người để ý. Việc một mình ghé những nơi có nhiều thành phần phức tạp không phải là ý hay, tuy thế ông chẳng thể tin được ai nên đành phải xuất đầu lộn diện. Chẳng rõ khi xưa các cụ tổ thành thảo thập bắt ban võ nghệ như nào, với ông, việc dắt trong người khẩu Côn 45 vẫn yên tâm hơn hẳn khi viên đạn rời nòng nó còn nhanh gấp nhiều lần thanh đại đao xé gió trong quá khứ kiên nhẫn đợi gần 10 phút ông biết người mình cần gặp chắc bận dọn dẹp hay trang điểm trước khi mở cửa phụ nữ vốn là như vậy họ rất sợ bị người khác bắt gặp trong hình dạng chưa thật chỉnh chu khi hai cánh cửa gỗ sơn màu xanh nước biển hé mở ông hảo bước vào căn phòng nhỏ có duy nhất một chiếc ghế đầu kê trước tấm gương để cô gái ngồi trang điểm đưa mắt nhìn căn phòng nhỏ nhưng có đủ quạt trần vô tuyến và chiếc đài nghe nhạc điều này chứng tỏ chủ nhân căn phòng chẳng đến mức thiếu thốn chưa kể con xe honda dựng góc nhà đỡ cốc nước từ tay cô gái ông hào đặt trên bàn phấn vì ngại uống mất vệ sinh đưa tay búng nhẹ vào ly quần cho đỡ bụi ông ngắm khuôn mặt khả ái của cô gái trẻ rồi ôn tồn hỏi giọng hát của cô đến bao giờ sẽ mê hoặc được ông chuẩn cô gái chính là ca sĩ mỹ khánh của phòng trà đêm sài gòn từ vùng quê nghèo lên sài gòn không người nâng đỡ may được ông chủ hào nâng đỡ và đặt cho cái tên Mỹ Khánh thay vì lượm quê mùa. Mà ơn ông chủ hào tìm người dạy hát nhờ tay quản lý ưu ái nên Mỹ Khánh chấp nhận làm mọi việc khi được yêu cầu. Chẳng đến mức bắt cô phải làm những gì quá khó. Ông Hảo đã tận dụng nhan sắc cùng tuổi trẻ của Mỹ Khánh nhằm trói buộc ông xui ra, nhằm mục đích lớn hơn. Chính sau lần ông chuẩn nhờ mình lần tìm tung tích của ca sĩ Lý Lệ Hằng, ông Hảo phát hiện ra điểm yếu của vị trưởng tộc họ Hoàng nên đã tương kế tiệu kế không tìm được ca sĩ lý lệ hằng nhưng trước khi ông chuẩn về nước ông hảo đã kịp bài binh bố trận và huấn luyện cho ca sĩ mỹ khánh trong vai trò mới căn cứ vào những bức ảnh do tay quản lý phòng trà đêm sài gòn cung cấp ông biết chắc cả tài lẫn sắc của mỹ khánh ăn đứt cô ca sĩ nửa mùa lý lệ hằng với người cõi âm có thể ông chẳng có cơ hội thắng nhưng với người đang sống chắc hiếm ai là đối thủ xứng tầm không muốn làm hại ông chuẩn hay nhòm ngó tài sản họ hoàng ông chỉ dụng tâm với một mục đích duy nhất phải làm sao khuân được tài sản họ trần đưa trở về gian mật thất như vậy sau này có đi gặp tổ tiên cũng chẳng thấy thẹn với lòng mình ngồi chăm chú lắng nghe kể lại từng buổi tối ông chuẩn ghé phòng trà ông hào gật đầu hài lòng khi thấy cô ca sĩ trẻ không quên ghi lại những món quà tặng có giá trị vào một tờ giấy đưa tay ngăn mỹ khánh bưng ra những món quà ông hào nhắc cô giữ lại tùy ý sử dụng thậm chí sau này nếu ông Trần có ngỏ lời lấy làm vợ ông khuyên cô hãy chớp lấy cơ hội để có cuộc sống đổi đời trong phút chốc dù biết Mỹ Khánh được ông già dạy gái cung phụng chẳng thiếu thứ gì, trước lúc rời đi, ông Hảo vẫn đưa cho cô chút tiền và không quên căn dặn. Đợi khi nào ông chuẩn ngủ say sau cuộc tình, cô hãy Yến dấu toàn bộ trùm chìa khóa và kiểm tra kỹ xem ông Mỹ có đeo bộ bằng đồng hay bằng bạc không. Việc chỉ có vậy thôi, nên không vội vàng sẽ hỏng. Dù muốn cùng ca sĩ Mỹ Khánh mây mưa, chắc không có gì trở ngại, bởi trong tiềm thức của mình, cô bé luôn coi ông là vị chủ nhân duy nhất Tuy nhiên khi đã quyết định hy sinh mối quan hệ thầm kín, ông chẳng muốn dùng chung với vị xui gia của mình. Sẽ cho cùng việc đó lộ ra sẽ chẳng tốt đẹp gì. Kiên quyết không để thú vui xác thịt lấn át lý trí, ông hào rời ngôi nhà trong hẻm bùi viện sau khi biết chắc mọi việc đang theo đúng kế hoạch. Thành phố lúc này đã lên đèn. Chút nữa cô ca sĩ Mỹ Khánh sẽ rời nhà đến phòng trà đêm Sài Gòn. Tối nay cũng như bao tối trước đều có một ông già si tình ngồi đợi. Châm lửa hút điếu thuốc, Ông kín đáo quan sát hai kẻ khả nghi theo mình từ trong hẻm. Nhìn điệu bộ đủ biết đó là dân xì ke tính chuyện cướp giật. Không vội giả bước ra phía cột đèn sáng rùa, ông chủ động bước chậm lại khi đến gần chỗ tối nhất vì có một cây cổ thụ che mất ánh sáng. Chàng giống con mồi bị hai thợ săn theo sát, ông hào lắng nghe tiếng bước chân chạy gấp gáp liền dừng hẳn lại như chờ đợi với sự bình tĩnh đến kỳ lạ. Đợi khi bước chân nghe dồn rập sát phía sau, ông hào quay người lại nhìn thẳng vào kẻ đang cầm trên tay một con dao găm vốn dùng trong quân đội Mỹ. Không chút sợ hãi hay né tránh, ông bóp cò trước khi kẻ tù ác kịp vung dao. Tiếng súng khô khốc vang lên khiến kẻ thứ hai lùi lại rồi quay đầu chạy thục mạng về phía cuối hẻm. Bỏ mặc gã xì ke nằm gục trong vũng máu. Ông hào rào bước ra bên ngoài, bắt xe, quay về ngôi biệt thự của dòng họ. Chẳng bận tâm đến sinh mạng nhỏ nhoi của những kẻ dưới đáy xã hội. Sau khi cất khẩu súng vào tủ quần áo, ông Hào đi tàn bộ trong khuôn viên ngôi biệt thự với sự an nhiên tự tại. Trước khi con trai lấy vợ, ông đã tham khảo ý kiến của hai người chú ruột về gian mật thất nhà họ Trần. Xét về giá trị sử dụng nó chẳng còn giá trị nên ông quyết định vùi lấp vĩnh viễn. Sở dĩ ông chẳng muốn sự tồn tại của gian mật thất cùng ngôi biệt thự là có nguyên do. Trong đó có một giếng cạn là nơi cụ tổ Trần Tiến Thành bị thầy tướng Lưu Quan Nhiêm giam cầm đến chết, nên cần trôn vùi tất cả. Tuy nhiên, nguyên nhân sâu xa hơn chẳng phải ai cũng nắm được. Diễn đó là nơi cụ tổ đã từng nhốt cho đến chết một người thiếp của mình thực tế có phải chỉ nhốt một người hay còn nhiều người khác ông chẳng muốn tìm hiểu thêm vì nó là bí mật đáng trôn vùi dù nửa đêm nhưng ngoài đường vẫn còn tiếng còi xe cảnh sát vọng lại ông hào hút xong đứa thuốc đưa tay nhìn đồng hồ rồi lên lầu đi ngủ buổi sáng vừa ăn vừa đọc báo trong vô bản tin tức khác nhau ông đọc thấy một màu ngắn nói về cuộc thanh trừng lẫn nhau của giới giang hồ kẻ thiệt mạng trong vụ ấn hoán đêm qua tại con hẻm trên đường hồng thập tự có tên là hóa miên bài báo không đi sâu vào chi tiết tuy nhiên cô phóng viên kịp thêm dòng giải thích nạn nhân tên hóa vốn đen và tóc xoăn nên giống như người miên khi biết chắc tên kẻ cướp manh động đã về chầu ông bà ông vài đêm qua ông hảo tạc lưỡi coi như hóa kiếp cho kẻ đó đi đầu thai sang kiếp khác tử tế hơn nghĩ đến việc trước sau gì ông chuẩn cũng ghé thăm căn nhà tồi tàn trong hẻm của ca sĩ mỹ khánh ông thầm mong mình có được chiếc chìa khóa bí ẩn do chẳng thể chia sẻ cùng ai ông chọn cách âm thầm bài binh bố trận đợi khi thời cơ chín mùi lúc đó sẽ cậy nhờ đến hai người con rể hiện là sĩ quan cảnh sát đô thành trong suy nghĩ của mình ông luôn tâm niệm con rể có đeo loan tướng vẫn chỉ là khách khi ghé nhà mình nhưng do việc quan trọng liên quan đến lưu quan nghiêm tiên sinh ông muốn con trai tránh xa để không phải gánh nghiệp với khối tài sản cùng lợi nhuận từ hai nhà máy, ông Hảo biết con trai và các cháu sau này ăn tiêu vài đời chẳng hết. Nhằm tránh mang tiếng trọng nam khinh nữ, ông dự định nếu mấy người con rể lập công cho họ Trần, khi đã thu hồi được tài sản do các cụ để lại, ông sẽ chính thức chia thêm cho vợ chồng bà người con gái thêm một đợt nữa. Như vậy ai cũng có phúc có phần của mình. Cuối năm, dù mọi người bận rộn với công việc, Tuy vậy nhà họ Trần đã bày biện sớm để chuẩn bị đón chào năm mới. Dù còn cả tháng nữa mới bước sang năm 1963, hai bên con đường trải sỏi đã bày những chậu cúc vàng mua từ Sa đéc chuyển xe đỏ lên. Chưa kể cây mai nở sớm vàng rực trước hiên nhà. Sở dĩ ngôi biệt thự cổ có sự trang hoàng lộng lẫy vì có tin vui. Cuối cùng sau nhiều tháng mong chờ, con dâu đã báo tin vui khiến cả ông Hào lẫn bà Thoại vui mừng khôn xiết. Dẫu cho biết đứa cháu nội là con trai hay con gái, nhưng ông Hào đã nhầm tính sinh vào năm Quý Mão 1963, mang mệnh kim. Nhưng đây là bạch kim, vô cùng quý giá. Nếu con dâu sinh được thằng cu nối dõi tông đường, ông sẽ đặt tên là Trần Tiễn Vượng, với hàm ý vượng khí đã trở lại nhà họ Trần. Giả sử đứa bé là con gái, ông sẽ đặt tên là Trần Tiểu Yến, với mong muốn cháu mình như con chim nhỏ trên bầu trời cao. Ngồi trên ban công lầu một nghe tin tức qua radio, ông Hào nhớ đến câu, không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Họ trần nhà ông giàu sang phú quý tột bậc thời chú Nguyễn, lại có nhiều người chết khi quân Tây Sơn của Nguyễn Nhạc thảm sát người Hoa ở Cổ Lao Phố. Khi cụ tổ Trần Tiến Thành cùng các thúc phụ về đến vùng chợ lớn, một lần nữa họ Trần đã gây dựng lại từ đống cho tàn. Tuy nhiên, sự hưng thịnh chẳng kéo dài sang đời thứ hai bởi nhiều nguyên do. Sau những năm tháng bí cực dưới thời vua tự Đức sang đến thời vua Bảo Đại, một lần nữa họ Trần khởi sắc nhờ hai nguyên nhân ngoài những khoản tích lũy được do các cụ truyền lại việc ông đẹp duyên cùng tiểu thư nhà họ vương khiến họ trần thuận lợi hơn trong công việc chưa kể số hồi môn do vợ mang về đáng giá một gia tài thời đó gà con gái đi mất người mất của cưới con dâu về thêm người thêm của là vậy bởi thế khi hoàng tay nga về làm dâu nhà này ngoài ngôi biệt thự vừa mua con dâu được ông su gia tặng cho một khoản tiền không nhỏ gửi trong chương mục nhà băng đặt bát thuốc vừa xác xong xuống chiếc bàn bà vương ngọc thoại hào hứng cho chồng biết Do nhà xui ra chỉ còn mình ông chuẩn, còn đại tá bình ở xa. Như vậy khi con dâu sinh cháu sẽ mang về đây bà chăm sóc. Có tận năm đứa cháu ngoại cả trai lẫn gái. Nhưng sắp được đón đứa cháu nội vẫn khiến bà hồi hộp đến mất ngủ. Làm sâu họ trần hơn ba chục năm, bà làm chọn phận sự của mình, nhưng vẫn còn điều ái náy. Chỉ đến khi họ trần có đứa cháu đích tôn, khi đó bà thật sự yên tâm. Thấy chồng làm việc quá nhiều, một mình điều hành hai nhà máy nên thời gian nghỉ ngơi quá ít. Hôm qua bà ghé hiệu trường sinh đường để cắt mấy thang thuốc bổ rồi sắc cho chồng. Bà nhắc ông giữ gìn sức khỏe để còn vui tuổi già bên đứa cháu nội. Dù biết chút nữa ngồi trên xe ô tô, công việc lại cuốn đi khiến ông nghĩ lúc trở về nhà thường đã bơ vờ mệt mỏi. Khi xe ô tô rời đi, bà Thoại gọi điện thoại cho con trai vì biết giờ này luật sư Minh đã có mặt tại văn phòng. Ngay khi đầu dây bên kia có tiếng alo, bà Thoại nhẹ nhàng nói anh làm chủ văn phòng luật bảo vệ quyền lợi cho bao người nhưng quyền lợi và sức khỏe của bố anh thì ai bảo vệ dẫu anh có thành công trong sự nghiệp điều đó phòng có ích gì nếu không làm tròn chữ hiếu vẫn biết suy nghĩ của hai thế hệ sẽ khác nhau bà vẫn thấy sự ích kỷ của lớp trẻ khi chẳng ngó ngàng gì đến sự nghiệp của gia đình giá kể nhà họ trần có vài ba người con trai sẽ đi một nhẽ mang tiếng là người duy nhất kế thừa sản nghiệp nhưng con bà chưa một lần bước chân vào nhà máy sản xuất nước tương tàu vị yểu và nhà máy chế biến mù cao su khiến bà thấy phiền lòng người ta nói của chồng công vợ đó mới là đạo vợ chồng do hai vợ chồng con trai sống cách không quá xa bà thoại quyết định mua chút quà đến cho con dâu tầm bồ kỳ thực là trao đổi cùng con dâu về tương lai và sự nghiệp của hai vợ chồng dẫu tự hào con trai là luật sư giỏi giang nhưng bà chẳng ưa nghề thầy cãi vì gia đình có sẵn sự nghiệp chờ tiếp quản nghĩ sao làm vậy ngay sau bữa cơm tối cùng mọi người bà thoại xách cả men trong có đường con gà hầm sang nhà con trai và con dâu gần tết nên buổi tối đường phố tấp nập không thích làm phiền người lái xe nên bà vẫy chiếc xích lô bởi đoạn đường không quá xa vốn chẳng câu nệ hình thức nên nhìn bà ăn mặc xuề xòa chẳng ai nghĩ đó là người giàu có thậm chí trong thời buổi kim tiền những người giàu sổi còn biết sắm cho mình chiếc nhẫn hột xoàn đeo cho sang với bà việc đó chẳng cần thiết tự múc gà hầm ra chiếc tô sứ trắng bà thoại đùi khéo con trai xuống nhà rồi tỉ tê cùng con dâu những việc của phụ nữ chẳng cần những lời đau to búa lớn bà kể về sức khỏe xa sút của bố chồng khi mở mắt ra thấy việc chất cao như núi chưa kể còn nhiều sự vụ giải quyết mỗi ngày biết hoàng thanh nga ban ngày đủ thứ việc giờ thêm bầu bí nên cần có thời gian nghỉ ngơi bà thoại chẳng vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề bà muốn con dâu hãy khuyên chồng quay về gánh vác việc gia đình bởi xét cho cùng đó là tâm huyết của các bậc cha chú dành cho những thế hệ sau này vốn có bố đẻ cũng lao tâm khổ tứ do chưa có người đỡ đần công việc hoàng thanh nga thông cảm với những lo lắng của mẹ chồng thậm chí cô nhiệt tình ủng hộ ý tưởng giao cho chồng mình quản lý nhà máy sản xuất nước tương tàu vị yểu trần hoàng ngay sau khi đón tết quý mão năm 1963. đúng như mẹ chồng đã phân tích khi có người quản lý đủ giỏi cả bố chồng lẫn bố đẻ của cô đều có thể sống an nhàn hơn trước khi tiến mẹ chồng ra cửa hoàng thanh nga bất ngờ cho biết sau khi sinh con một thời gian, cô sẽ giúp công ty chế biến mù cao su của gia đình, bởi cô có được những mối quan hệ ở các tỉnh khiến mọi việc sẽ hành thông. Bắn một mũi tên, trúng hai đích, bà Thoại ra về thấy lòng dâng trào sự vui sướng. Như vậy nếu vợ chồng con trai cùng xuống vào lo việc gia đình, họ trần tự khắc sẽ vượng khí, chẳng cần mấy lời hoa mỹ như chồng bà vừa phán. Đưa cho Trần Tiểu Hoa và Trần Tiểu Huệ hai gói nộm khô bò, bà Thoại thở dài nói. <laughs> Giờ có thằng lính chân nào nghèo cũng được Mà chịu cưới Má sẽ cho ngay căn nhà cùng trăm cây vàng làm vốn Ở giá hoài rồi khổ thấu trời xanh Dù tình hình bận rộn Tuy nhiên theo nếp nhà từ bao năm nay Đúng chiều 26 tháng chạp Đại tá Hoàng Thanh Bình đã có mặt tại nhà Chẳng cần ba của mình gọi điện nhắc Đại tá Bình vẫn biết ngày giúp cụ Lưu Quan Nhiêm Được tổ chức trang trọng Không kém cụ tổ Diệp Thanh Tuyền Tức cụ Hoàng Thanh Long Giống như câu chuyện cổ tích được nghe và thuộc từ bé, Đại tá Bình hiểu rõ nhà họ Hoàng được như ngày hôm nay, không ai khác, chính cụ Lưu Quan Nhiêm đã cho hưởng thừa kế mọi tài sản của mình. Đúng theo đạo lý uống nước nhớ nguồn, khi còn sống, cụ tổ diệp thanh tuyển đã viết bằng văn bản truyền cho đời sau. Theo đó bất luận thế nào, ngày dấu cụ Lưu Quan Nhiêm phải được tổ chức trọng thể. Đúng 22 giờ đêm, sau khi ngôi biệt thự hoa hồng đã khóa kín các cửa, những người giúp việc ngủ say ở tòa chính. Ông Hoàng Thanh Chuẩn cùng con trai lặng lẽ đến miếu âm dương. Đây là thời điểm mở gian mặt thất như thông lệ để viếng nơi ăn giấc ngàn thu của ân nhân họ Hoàng. Tự mình lấy miếng vải sạch nhúng vào chậu nước rồi lau sạch trước ghế đặt trên ngôi mộ tam cấp cổ ốp đá. Ông Chuẩn dặn con trai, sau này dù bận việc gì, truyền thống gia đình sẽ không thể bỏ được. Đại tá Hoàng Thanh Bình ngạc nhiên khi gian mặt thất giờ trống trơn ngoài ngôi mộ ốp đá hoa cương cùng chiếc ghế cổ đặt trên đó tất cả các bình gốm xứ cổ của tàu lẫn của ta đều biến mất. Đặc biệt là chiếc bát vàng thời tống cũng không còn xuất hiện. Giờ đây gian mật thất đơn giản chỉ là một hầm mộ, chẳng còn dấu của cải châu báu. Thấy con trai ngạc nhiên, ông chuẩn điềm đạm nói. Mọi thứ để lâu một chỗ, không hẳn là tốt. Hiện nay nhiều kẻ bắt đầu nhòm ngó đến nơi này. Không sớm thì muộn gian mật thất sẽ bị đột nhập, bởi vậy ba đã bí mật truyền hết số cổ vật đi nơi khác. Trong lúc đợi hết tuần nhang, ông Trần tặng cho con trai chiếc đồng hồ Omega Seamaster phiên bản năm 1948 có thể chống được nước. Ông giải thích, triều đại nào có thịnh ắt có suy. Hiện nay ông Diệm không được lòng nhiều người do chính sách của mình. Giới tướng lãnh chóp bu chắc không ngồi yên. Có lẽ sự yên ả này chỉ là khoảng lặng trước cơn bão. Thấy con trai im lặng, ông Trần thở dài cho biết, người Mỹ đang cầm trịch cuộc chơi. Họ như nhà cái nên sẽ đặt cửa vào người thắng. Do vậy sự liên hệ thân thiết với nhà họ Ngô giống như con dao hai lưỡi. Vốn chẳng bận tâm đến chuyện cung đình, đặc biệt là những việc liên quan đến anh em ông Diệp. Tuy vậy nhờ những mối quan hệ sâu xa với những người có thế lực, ông Chuẩn vẫn lên tiếng nhắc nhở con trai. Hiện nay dù con ông lo việc đại định tường, tuy nhiên mối quan hệ thân thiết với đại tá Lê Quang Tung bên phủ tổng thống sẽ có hại về sau. Trên bàn cờ chính trị mà người chơi còn giấu mặt, những quân bài chưa lộ hết thì những kẻ lộ sáng dễ lĩnh đủ thấy con trai cầm chiếc đồng hồ về tần ngần vì trên tay có một chiếc khác đắt tiền không kém chưa kể hôm nay là ngày rỗ của lưu quan nghiêm nên có vẻ chẳng hợp thời ông chuẩn lật mặt sau của đồng hồ chỉ vào dãy số rồi giải thích nhìn qua tưởng là seri của nhà sản xuất kỳ thực đây là mã số kết hiện cất giữ chiếc bát vàng thời tống trị giá của nó sẽ tăng theo năm tháng bất luận ai ngồi ghế tổng thống trong dinh độc lập đại tá hoàng thanh bình ngạc nhiên hỏi vì sao lại sớm trao cho anh bí mật của dòng họ bởi theo lệ thường khi nào anh có con mới được quyền tiếp quản. Biết rõ việc quan trọng thường không nóng vội. Tuy nhiên khi tiếp nhận mã số kết bí mật, anh thấy ba của mình hình như đang đốt cháy giai đoạn. Đúng là tin tức về cuộc đảo chính đang dâm gian trong giới quân đội. Tuy vậy nhiều khi đó chỉ là đòn gió nhằm lật mặt những kẻ dấp tâm làm loạn. Không có dịp tiếp xúc nhiều với ông Nhu hay bác sĩ Trần Kim Tuyến, nhưng qua lời kể của đại tá Lê Quang Tung, anh biết anh em ông Diệm đã có sự phòng bị nên nói nhỏ tướng tôn thất đính sẽ được điều về làm tổng trấn đô thành sài gòn ông nghĩ là người thân tín của tổng thống nên sẽ chẳng có đảo chính như trước tạm gác qua chuyện chính trị ông hoàng thanh chuẩn giải thích rõ hơn về dãy số bí mật số 41 là country code tiếp đến số 43 là area code những dãy số tiếp theo chính là mã mở kết dương tên của ngân hàng được khắc chìm ngay gần chốt đồng hồ khi buổi lễ kết thúc hai cha con ông hoàng thanh chuẩn rời mật thất Lúc này đã bước sang ngày mới, như vậy truyền thống bao năm đã được duy trì một cách trọn vẹn. Biết con trai bận việc nên hai cha con tranh thủ ghé tiệm hủ tiếu Nam Vang ăn cho đỡ đói. Đây là tiệm mở thâu đêm, phục vụ nhiều đối tượng khác nhau, chủ yếu vẫn là những người thuộc giới cần lao. Ngồi trong tiệm có mấy cậu lính trẻ, chắc có gì bực mình nên đù mẹ đù cha loạn xạ. Điều này khiến mấy thử khách đạp xích lô vội bưng tô hủ tiếu ra ngoài vỉa hè ngồi. Có lẽ bây giờ này chẳng có pê đi tuần, mấy cậu lính cởi trần ngồi ăn và uống rượu rồi nói oang oang như trốn không người bình thường đám cảnh sát thường hay đi tuần nhưng hễ nhìn thấy sắc lính dù là lượn xa vì tránh rắc rối ngay khi vừa thấy hai vị khách bước vào quán đám lính dù liền ra hiệu cho nhau bớt những lời đao to búa lớn có lẽ quân phục đại tá của hoàng thanh bình giúp cho mấy cái đầu nóng nguội bớt lâu rồi lại được ngồi ăn khuya cùng con trai ông chuẩn vui vì mọi việc đã thu xếp đâu vào đấy Đặc biệt khi con gái báo tin mang thai, ông vui sướng do sắp được lên chức ông ngoại. Với số đồ gốm cổ chưa thể mang ra khỏi biên giới, ông đưa đi cất giấu, phân tán nhiều nơi. Như vậy bạn bất đắc dĩ có điều gì xảy ra, sự thiệt hại đã được giảm đến mức tối thiểu. Chưa thấy con trai có ý trung nhân nên sắp bước sang năm mới, niềm vui chưa trọn vẹn. Dù sao ông đã có quyết tâm riêng của mình, nhưng chưa tiện nói. Bất luận thế nào, ông vẫn lên xe hoa lần nữa vào cuối năm sau. Như vậy tuổi 64 sẽ có ý nghĩa hơn rất nhiều. Thấy con trai ăn gần sang mắt hồ tiếu, ông chuẩn ướm hỏi. Bà tính sang Nam đi thêm bước nữa để có người bầu bạn cho vui cửa vui nhà. Sẽ chẳng có đám cưới rỉnh răng, chắc làm vài mâm gọi là. Đưa tay liếc nhìn đồng hồ, đại tá Hoàng Thanh Bình biết sớm nay phải có mặt ở định tường để tiếp đoàn cô vấn Mỹ nên chẳng thể nán lại Sài Gòn. Sớm nhất phải trưa mùng 1 mới đón Tết cùng gia đình thông cảm với hoàn cảnh của ba khi lùi thổ mình mình trong căn biệt thự rộng rãi. tuy nhiên sau lần thấy ba của mình dính đến cô ca sĩ lý lệ hằng khiến đại tá bình có suy nghĩ khác. anh lệ phép nói ngay. con mừng cho ba tìm được người nâng khăn sửa túi nhưng mà nhiều tuổi rồi chớ có hàm dước mấy con danh về rồi lại khổ. người ta nói khi yêu thì bất luận tuổi tác với ông chuẩn cũng vậy bỏ ngoài tai lời khuyên của con trai ông thấy mình như trẻ lại khi ở bên ca sĩ Mỹ Khánh. Chẳng còn nhiều thời gian như tụi trẻ để chơi trò đuổi bắt, sau vài lần đưa người đẹp đi ô cấp hóng gió và tặng quà, giờ là lúc ông tính chuyện sắm chiếc nhẫn hột xoàn để ngỏ lời cầu hôn. Tình yêu của ông với người đẹp dù chẳng đến mức màu hồng, bù lại sự dư thừa vật chất điểm tô cho những gì còn thiếu. Biết Mỹ Khánh ở trong con hẻm trên phố Bùi Viện có đồ thành phần phức tạp, đặc biệt sau khi ở đó xảy ra vụ án mạng, ông lo người đẹp có ngày lĩnh đủ việc ngôi biệt thự hoa hồng đón nữ chủ nhân là điều ông đã tính đến còn vài ngày nữa bước sang năm mới ông chuẩn dành nguyên buổi sáng đi chọn mua cây mai cùng những chậu hoa cúc rồi thuê xe trở về tận nhà sau kết thúc một năm là lúc ông nhìn lại những gì đã làm được để phấn đấu cho hướng tiếp theo không còn cảnh cuối năm ngồi cộng sổ và đi thu nợ ông tính những thứ được ở khía cạnh khác vì tiền bạc đã không còn thiếu thốn đi dọc chợ hoa ngắm cảnh mua bán tấp nập ông chuẩn dừng chân trước hotel Catinat, rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Với ông, năm cũ sắp qua đi, nhà họ Hoàng có thêm người con rể. Những tài sản quý giá được ông phân tán nhiều nơi. Người con trai được nhậm chức ở định tường cách nhà không quá xa. Như vậy có thể khép lại một năm đời thành công. Thoáng thấy bóng một cô gái thướt tha trong tà áo dài đi lướt qua. Ông mỉm cười vì chút nữ lại quên. Với riêng ông, năm cũ khép lại bằng một mối tình đơm hoa kết trái. Tình yêu vốn không có tuổi, bởi thế khoảng cách trên nhau 40 năm cuộc đời không phải là rào cản có vượt qua. Điều quan trọng nhất là ông cùng ca sĩ Mỹ Khánh đều cảm thấy hạnh phúc khi ở bên nhau. Từ nay đến Tết còn vài ngày nữa, buổi tối ông dành toàn bộ thời gian thư giãn ở phòng trà đêm Sài Gòn. Những thu vui đọc sách và thường trà trong ngôi biệt thự đều bị dẹp qua một bên. Cuối năm, đường phố Sài Gòn tấp nập và náo nhiệt. Thời điểm này nhiều gia đình đã trang hoàng đón Tết. Đi bên cạnh ca sĩ Mỹ Khánh dạo phố đêm, Ông Trần thoáng nở nụ cười khi biết người đẹp sẽ về quê đón năm mới cùng gia đình vào chiều 30. Khoảng đầu giờ chiều ngày mùng 2 Tết sẽ có mặt tại Sài Gòn để quay lại hát tại phòng trà lúc 21 giờ tối hôm đó. Không đưa người đẹp về nhà trọ trong con hẻm, ông ngại nếu ở lại qua đêm khu đó sẽ phức tạp. Tuy thế việc đưa về ngôi biệt thự hoa hồng chẳng phải là ý hay. Bước ngang qua một khách sạn, vẫn còn mấy người nước ngoài đang đứng phì phèo thuốc lá ở sành. Ông chuẩn nắm tay ca sĩ Mỹ Khánh rồi khoan thai bước vào quầy lễ tân. Cậu nhân viên trực ca đêm nói tiếng Anh như gió với hai người ngoại quốc. Sau khi trao chìa khóa phòng cho họ, liền quay sang phục vụ ông chuẩn. Vốn làm dịch vụ có nhiều kinh nghiệm. Liếc nhìn ông nắm bàn tay người đẹp, lên nở nụ cười thân thiện đưa chìa khóa và không quên thông báo đó là phòng đẹp vì có ban công nhìn xuống phố. Đã cùng người đẹp du hí Đà Lạt, Nha Trang bởi thế việc ngủ qua đêm trong một khách sạn không có gì bất thường do sắp đưa người đại về sống dưới một mái nhà và trao cho danh phật ông chuẩn muốn hoàn tất việc phân chia tài sản cho hai người con để tránh bị phản đối cũng như quan hệ mẹ kế con chồng sau này căng thẳng tạm quên đi mọi toan tính thường nhật ông cùng ca sĩ mỹ khánh lao vào nhau như một cơn lốc tuổi già dẫu sao cũng là rào cản nhìn thấy rõ tuy thế người tình trẻ tuổi không hề tỏ ý chê trách Sài Gòn nửa đêm về sáng trời xe lạnh. Sau khi quần nhau đến mệt lử, Mỹ Khánh và nhà tắm xả nước ấm và bồn rồi ngâm mình. Lúc này cô ước có một ly sinh tố mát lạnh thì không gì tuyệt bằng. Ước là vậy, nhưng cô chẳng dám cất tiếng nhờ. Dù sao, người tình của cô đâu còn trẻ để ga lăng. Cuộc đời có những bất công chẳng thể đong đếm. Những chàng trai trẻ tuổi phong độ từng đi qua đời cô. Họ giống nhau một điểm là đều nghèo nên chẳng nhờ cậy được thậm chí có người đã khoác lên người bộ quân phục lính chiến tương lai chẳng rõ sẽ đi về đâu nên họ vùi đầu vào những cuộc vui thâu đêm suốt sáng không mong gì người trẻ số cô dính vào hai người đàn ông lớn hơn cả tuổi của tía mình ở dưới quê bù lại cả hai đều là những người tiền nhiều hơn đàn cá linh và mùa nước nổi tại miền tây người đàn ông thứ nhất cô quen khi chân hứt chân giáo tới sài gòn là ông chủ hào đây cũng là người chu cấp cho cô đủ thứ kể cả việc chi tiền để cô theo học thanh nhạc rồi trở thành ca sĩ phòng trà như ngày hôm nay cái gì cũng đều có giá của nó nhận từ ông chủ hào đủ thứ nên đời con gái trinh trắng của cô dâng hiến cho ông sau này mỗi lần ông đi tỉnh xa cô là người được bố trí tới đó trước và nằm đợi ở một khách sạn đã chỉ định sẵn chẳng rõ vì cả thèm chóng chán hay muốn dùng cô làm mồi câu dạo gần đây ông chủ hào đã yêu cầu cô tiếp cận và mê hoặc bằng được ông chủ chuẩn quan hệ với ông già hơn cả tuổi bố mình là điều chẳng hay ho gì bù lại cô nhận được những món quà đắt tiền bằng thu nhập cả năm của người lao động gần đây cô cảm thấy áp lực rõ rệt từ hai ông già mà dù yêu cầu mỗi người một khác với ông chủ hào là việc phải lấy được chùm chìa khóa được ông chuẩn đeo bên mình ngược lại ông chủ chuẩn đang muốn cô về làm mẹ kế của hai người con hơn tuổi chỉ cần nghĩ đến việc đối diện với vị đại tá là con trường và một đại úy là con gái thứ mỹ khánh đã thấy không ổn chút nào dù sinh ra trong nghèo có nhưng cô thấy việc ngồi trên đống vàng rồi sống cạnh ông chồng già cũng chẳng sung sướng gì bước ra khỏi bồn tắm quấn trước khăn hờ hững ngang người mỹ khánh bước nhẹ vào phòng đã thấy ông chuẩn ngủ say như chết vì tiếng ngáy của ông còn át cả tiếng chiếc quạt trần đang chạy trên đầu không bỏ lỡ một giây cô nhấc nhẹ chùm chìa khóa rồi mặc bộ quần áo ngủ mở cửa đi ra ngoài chào nhanh chùm chìa khóa cho gã mặt sẹo đang ngồi trên xe honda đợi khi cả người và xe phi vào trong con hẻm cô châm lửa hút thuốc và kiên nhẫn đứng chờ có lẽ thấy cô gái trẻ mặc đồ ngủ khiêu gợi đứng hút thuốc ngay cửa khách sạn, đám lính Mỹ đi qua đã ngỏ ý mời cô nhập hội vui vẻ. Một tên lính mặt non trệt móc túi lấy tờ đô la, rồi nheo mắt nói, overnight, ok. Chưa đầy 10 phút, gã mặt sẹo quay lại trà trùm chìa khóa. Ngã Mỹ gánh bằng con mắt thèm thuồng, hất hàm lên ban công khách sạn. Gã đề nghị một cách thô thiền. Lão già chắc đến sáng cũng chẳng mở mắt nổi. Hai anh đưa em đi dạo một vòng Sài Gòn, nhìn thẳng vào mặt kẻ làm chân sai mặt của ông chủ hào tự dưng mỹ khánh nhớ đến chuyện cóc đòi ăn thịt thiên nga dù cho cô chẳng phải cao sang gì nhưng quyết không làm đồ chơi trong tay những kẻ mạt hạng nếu lần này phớt lờ đi không nói biết đâu loại xấu xa này sẽ được đà lấn tới và khói thuốc vào mặt của gã đàn ông có lẽ nhờ làn khói nên khuôn mặt đầy sẹo bớt sợ hơn một chút mỹ khánh lạnh giọng nói phiền anh gọi điện xem ông chủ hào có đồng ý không đã Sài Gòn buổi sáng thanh bình và mát mẻ, ông chuẩn ngồi ăn sáng cùng người đẹp ngay tại lầu 6 của khách sạn. Có lẽ người nước ngoài chiếm số đông, nên ngôn ngữ giao tiếp ở đây đa phần là tiếng Anh. Thậm chí những tờ báo trên tay các vị khách cũng là ấn bản tiếng Anh. Người Việt tuy có, nhưng không đông, và chọn một góc ngồi riêng để tiện trao đổi. Cầm tờ báo trên bàn đọc lướt nhanh tin tức, ông chuẩn dùng chiếc thìa bạc khuấy nhẹ tách cà phê, rồi điềm đạm giải thích cho người tình trẻ được biết. Cà phê muốn có độ sánh phải cho thêm xíu bắp. Đó là thứ cà phê bình dân được đám lính trẻ hay những công chức ưa dùng. Ngoài việc thêm chút bắp rang, họ còn trộn thêm xác cao rang nhằm tạo vị đắng. Thứ cà phê này được bán khắp đầu mỗi con hẻm, đủ khiến người ta sáng tối làm vài cữ trước khi mần công chuyện. Tuy nhiên, loại cà phê cao cấp hay phục vụ trong nhà hàng khách sạn, ở đây người ta chuộng dùng vanilla hay bear để hương lan tỏa trước khi hương cà phê bay lên. Tất cả là một nghệ thuật để thưởng thức. Sơi xong chiếc bánh sừng bò cùng cốc sữa trong một buổi sáng ngập tràn năng lượng, Mỹ Khánh đeo chiếc kiếng râm pháp vừa được tặng rồi nhẹ nhàng hỏi. Ông nói với em những chuyện khó hiểu đó làm gì? Ngồi nghe nhạc và thưởng thức xong tách cà phê, ông Hoàng Thanh Chuẩn khoát tay người đẹp xuống sảnh khách sạn. Cậu lễ tân biết ý nên đã gọi taxi cho khách. Sau khi trả tiền phòng và bo thêm tiền cho sự phục vụ chu đáo nhiệt tình của lễ tân, ông chuẩn ân cần đưa mỹ khánh ra xe ô tô trước khi người tình trẻ bước vào trong xe ông mỉm cười trả lời câu hỏi khi nãy bằng một câu danh ngôn dối trá không nằm trong ngôn từ nó nằm trong sự việc đúng chiều 28 tháng chạp ông chuẩn cùng ông hào vận áo the đứng trước mâm cụ cúng có nguyên con heo quay để làm lễ chút nữa thôi sau khi thủ lộc tất cả công nhân được nghỉ đón tết để niêm phong nhà xưởng sau một năm trôi qua, công việc của nhà máy tàu vị yểu Trần Hoàng vẫn phát triển. Hai cổ đông sáng lập giờ đã thành xui ra. Kể từ khi biết tin con rể là Trần Tiến Minh chấp nhận vai trò quản lý, cả hai ông đều thở phào nhẹ nhõm. Dẫu sao, sau nhiều năm lăn lộn trốn thương trường, đã đến lúc họ dành thời gian cho bản thân và gia đình. Nâng cốc cùng ông xuôi gia và các tổ trưởng sản xuất, ông Trần cảm ơn mọi người đã hết lòng vì công việc. Điều quan trọng hơn chính là nhà máy như một gia đình lớn, nghĩ đến cảnh chút nữa về nhà chỉ có một mình cùng bà giúp việc ông nén tiếng thở dài vì biết con gái năm đầu đi làm dâu chẳng thề như ngày trước trong khi con trai bận công việc đâu có nhiều thời gian không ghé phòng trà đêm sài gòn như dự định rời nhà máy ông chuẩn nhắc lái xe đưa mình quay về ngôi biệt thự hoa hồng khi hai cánh cổng mở ra ngắm những chậu cúc đã mua đặt hai bên lối vào cùng cây mai tứ quý đặt ngay phòng khách với ông, mùa xuân đã về, nghĩa là ông bước sang tuổi mới. Bước lên phòng ngủ trên lầu, ông chuẩn mở tù quần áo rồi đứng tần ngần, ngắm nhìn bộ vest may bằng vài đũi trắng, cùng đôi giày da trắng mua trong lần đi châu Âu, chưa dùng đến. Ngồi ngả lưng vào trước ghế mây, ông châm lửa hút điếu xì gà, rồi trầm tư suy nghĩ. Nếu không có gì thay đổi, chút nữa thôi, ông đã diện cả bộ trắng lịch lãm để cầu hôn cùng ca sĩ Mỹ Khánh. Thọc tay vào túi quần lấy chiếc hộp da màu đỏ sậm, ông Trần mở hộp ngắm chiếc nhẫn có đính viên hột xoàn cỡ bự. Đây chính là chiếc nhẫn ông định dành cho lúc ngỏ lời cầu hôn người đẹp. Đất Sài Gòn chẳng thiếu nơi bán hột xoàn và đồ trang sức bằng đá quý. Tuy nhiên ông mua nhẫn và hột xoàn ở bên Thụy Sĩ trong lần đi châu Âu trước khi bay qua ra đã đại. Khi lướt nhìn đồng hồ treo tường, biết giờ này ca sĩ Mỹ Khánh đang đứng trên sân khấu biểu diễn và tìm mình ở chỗ ngồi quen thuộc. Ông Chuẩn khẽ thở dài, mở két sắt, nhét chiếc nhẫn đính hột xoàn vào, cất đi. Rồi cầm bộ pyjama do bà giúp việc chuẩn bị sẵn, đi vào nhà tắm. Khi trời đã về khuya, ông Chuẩn đi tàn bộ trong khu vườn sau nhà. Ánh trăng dọi xuống bể bơi, khiến ngôi từ đường của họ Hoàng được ánh sáng hắt ngược, nhìn lung linh hơn thường ngày. Dù chẳng còn vướng bận công việc trong 10 ngày tới, quả thực năm nay tưởng chừng viên mãn không ngờ gặp ngay cái hạn cuối cùng. Đây có thể gọi là nhân tai thì đúng hơn. Đêm qua, sau màn mây mưa đầy hứng khởi, ông đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, còn người đẹp Mỹ Khánh và nhà tắm ngâm mình trong buồn nước nóng. Dù thỏa mãn xong nhu cầu sinh lý, tuy nhiên bản tính cảnh giác cố hữu khiến ông chẳng thể ngon giấc như vẻ bề ngoài. Nằm ngáy vang căn phòng nhưng ông quan sát không xuất hành động nào của người đẹp. Chứng kiến việc Mỹ Khánh trao trùm chìa khóa cho gã đàn ông làm mặt sau đó chừng 10 phút gã đó quay lại, trả chùm chìa khóa để người đẹp mang lên phòng. Chẳng cần phải mất công suy nghĩ, ông biết gã đàn ông đó chạy vô hẻm rồi ấn những chiếc chìa khóa vào bánh xà phòng để làm khuôn. Chắc không quá một ngày, những kẻ chủ mưu sẽ có chùm chìa khóa để mở mọi cánh cửa ngôi biệt thự hoa hồng. Dù chưa rõ âm mưu cụ thể, ông dự đoán đây không phải là những kẻ trộm cắp thông thường. Rất có thể còn có một kế hoạch khác tinh vi hơn thế rất nhiều. Do không muốn rút dây động rừng, thay vì tra hỏi người đẹp rồi bị lộ chân tướng, ông âm thầm thay toàn bộ các loại khóa cửa nhằm đề phòng bất chắc. Riêng với cô ca sĩ xinh đẹp, còn ít hơn cả tuổi con gái mình. Cánh cổng nhà họ Hoàng vĩnh viễn khép lại. Nhân lúc kẻ chủ mưu ở trong bóng tối chưa biết bị lộ, sáng nay ông Trần đã bí mật thuê đội ngũ thám tử theo dõi nhất cử nhất động của ca sĩ Mỹ Khánh. Bằng kinh nghiệm của mình, cộng thêm mấy người thám tử lành nghề Ông quyết lật mặt kẻ trù mưu trước khi bước sang năm mới 1963. Khi kim ngắn của chiếc đồng hồ cùng kim dài chập lại ở con số 12, ông chuẩn bước lên lầu để nghỉ ngơi, còn những việc dở dang sẽ có người lo tiếp. Sáng mùng 2, ngôi biệt thự hoa hồng chuẩn bị đón khách. Trưa nay ngoài việc đại tá Hoàng Thanh Bình về đón mừng năm mới, gia đình ông bà suy ra Trần Tiến Hảo cùng Vương Ngọc Thoại đã hẹn sang chúc Tết. Lệ ở đây là vậy, xui ra nhà trai bao giờ cũng sang chúc nhà gái điều này như một sự an ủi bởi nhà họ thêm con ngược lại bên nhà gái neo người dù các công sở đóng cửa tuy thế ngày tối mùng một nhiều tụ điểm ca nhạc đã tưng bừng các phòng trà đều mở hàng vào tối mùng hai trong đó có phòng trà đêm sài gòn do đông người ăn nên ngay từ sớm bà giúp việc đã tất bật làm cỗ theo yêu cầu đặc biệt từ ông chủ mâm cỗ phải đủ món mang hương vị miền nam và một số món truyền thống của người hoa thay lời chào mừng. Rượu khai vị, món tráng miệng đều chuẩn bị chu đáo bởi sự hiếu khách, nhiều khi được thể hiện từ những thứ nhỏ nhất, nhằm giúp cho bữa cố được tươm tất và đúng vị. Ngoài bà giúp việc còn có sự góp mặt của một đầu bếp có tiếng, chuyên nấu món ăn nhà hàng của người Hoa. Chỉ cần có mặt trong gian bếp của ngôi biệt thự 3 tiếng, số tiền tốn lao nhận được của anh ta tương đương thu nhập nửa năm của một người lao động có tay nghề cao. Tuy nhiên không phải có tiền là gọi được nó phụ thuộc vào uy tín của chủ nhân ngôi biệt thự và những mối quan hệ khác. Không quá cầu kỳ trong ngăn mặt, ông Hoàng Thanh Chuẩn tròn bộ vest mỏng màu bã trầu để diện. Ông đoán vị xôi ra với mình sẽ diện áo dài theo lối truyền thống. Biết do ông Trần Tiến Hảo người gốc hoa, nhưng khi thấy ông ý mặc áo dài với khuôn mặt đẫy đà, nhiều lúc ông Chuẩn thầm nghĩ, nếu gắn thêm chiếc thẻ bào ngà, đám dân nên nhìn thấy khéo ngà nón, rồi đưa tay vái lại không chừng. Đúng 9 giờ sáng, khi ánh nắng bắt đầu gay gắt, một thanh niên ăn vận lịch sự chạy xe Vespa đứng trước cổng ngôi biệt thự hoa hồng. Có lẽ lần đầu tiên đến đây, nên sau khi nhìn địa chỉ lần nữa, vị khách trẻ tuổi đưa tay bấm chuông rồi dựng xe đứng đợi. Đang ngồi thưởng thức ly cà phê trên ban công lầu 1, ông chuẩn ngạc nhiên tưởng nhà ông bà xui ra đến sớm, như vậy xe hơi gấp gáp trong khâu chuẩn bị cỗ bàn. Ngay khi cánh cổng vừa hé mở, nhận ra người quen nên ông chuẩn nở nụ cười tỏ vẻ hài lòng đưa tay cầm một phong bì do vị khách trao cho ông không quên móc ví lấy sấp tiền trao lại rồi điềm đạm nói đây là tiền mừng cậu lấy hên đầu năm khoản tiền công như đã hứa tôi sẽ giao lúc tối này cậu làm việc lại như này khiến tôi an tâm đợi cậu thanh niên phóng xe hòa vào dòng người tấp nập ông chuẩn lên phòng khép cửa rồi dốc chỗ ảnh ra mặt bàn ngồi ngắm người ta nói cái kim trong bọc lâu ngày cũng tỏi ra ông chuẩn thường thức điếu gì gà một cách khoan khoái với ông, số tiền bỏ ra thuê thám tử mấy ngày cũng đáng, bởi chút nữa ông đã tự rước họa vào thân. Ngay khi quen với ca sĩ Mỹ Khánh, ông đã tưởng tìm được tình yêu đích thực của đời mình thêm một lần nữa. Dẫu có hứa với con trai sẽ chẳng làm đám cưới vô trương, dễ gây đàm tiếu. Tuy nhiên, ông muốn bù đắp cho người đẹp đã hiến dâng tuổi trẻ cho mình bằng danh phận chính thức, cùng những món quà giá trị không thể cưỡng lại. Thói đời người tính chẳng bằng trời tính, Ca sĩ Mỹ Khánh đúng là bông hoa đẹp, nhưng ngẩn sau vẻ đẹp lại như con rắn đang nhà nọc vậy. Sống quá nửa đời người, lại lăn lộn trốn thương trường, ông chuẩn tự hào, bởi loại người nào cũng từng gặp qua. Vốn tự tin vào con mắt nhìn người, ông chẳng ngờ con thỏ non ngơ ngác, chỉ đơn giản là con cáo chín đuôi. Những tấm ảnh do thám tử chụp lại đã minh chứng cho điều đó. Khi chiếc ô tô của nhà họ Trần rẽ vào ngôi biệt thự, Ông chuẩn tươi cười xuống đứng ở trước hiên nhà đón khách. Ngắm con gái khỏe mạnh với chiếc bụng bầu đã nhô ra. Biết mình sắp lên trước âm ngoại, khiến ông còn vui hơn cả ngày mùng một. Bồi gặp mặt hai gia đình thông gia được tổ chức vào ngày đầu năm với nhiều ý nghĩa. Hoàng Thanh Nga, ngoài việc sắp được làm mẹ, còn có thêm tin vui nữa. Gần như chắc chắn sang tháng tới, bông mai vàng cấp úy trên ve áo sẽ được thay bằng bông mai bạc cấp tá. Dù chưa biết khi nào con trai là đại tá Hoàng Thanh Bình được gắn ngôi sao trắng dành cho cấp tướng, nhưng việc con gái được lên chức thiếu tá vẫn khiến ông Hoàng Thanh Chuẩn không giấu nổi vẻ hân hoan. Ngay khi con xe jeep chở đại tá Hoàng Thanh Bình xuất hiện, ông Chuẩn vồn vã mời mọi người vào phòng ngăn để nhập tiệc. Với ông đây là thời khắc quan trọng bởi sự gấp mặt đông đủ của mọi người. Trước đông đủ mọi người, ông Trần Tiến Hảo nâng cấp, chúc mừng đôi vợ chồng trẻ đã có tin vui. Như vậy, cháu nội của ông là cháu ngoại ông chuẩn sự gắn kết của hai nhà càng thân thiết hơn trước. Tự hào vì con dâu thăng tiến trên con đường binh nghiệp, ông Hảo chính thức thông báo giao việc quản lý nhà máy tàu vị yểu Trần Hoàng cho con trai là luật sư Trần Tiễn Minh đảm trách. Để danh chính ngôn thuật, việc trao quyền sẽ được thông báo vào ngày mùng 9 Tết. Đó là thời điểm 300 công nhân quay lại nhà máy làm việc. Quay sang ông Chuẩn đang ngồi nghe mình phát biểu, ông Hào tươi cười nói. Đã đến lúc cánh giả chúng ta lui về phía sau được rồi. Đầu giờ chiều, cả ông chuẩn lẫn con trai tiễn ông bà xuôi ra cùng con rể và con gái ra tận xe ô tô. Khi hai cánh cổng khép lại, đại tá Hoàng Thanh Bình bất ngờ nhận xét. Anh thấy hình như bữa tiệc hôm nay có phần gượng gạo. Chỉ cho con trai ngồi xuống trước ghế đá ngay hiên nhà, ông chuẩn thở dài cho biết. Nhà máy tàu vị yểu Trần Hoàng là tâm huyết cả đời. Hiện nay nó như con gà đẻ trứng vàng, vì đang chiếm lĩnh thị phần toàn miền Nam. Thấy con trai ngơ ngác không hiểu, ông ôn tồn giải thích rõ. Trước đông đủ mọi người, ông Hảo giao quyền quản lý cho con trai. Như vậy là muốn hất ông khỏi nhà máy để nhà họ Trần độc chiếm. Nếu là người muốn nghỉ ngơi ăn hưởng tuổi già như tuyên bố, sao ông ý không bàn giao nhà máy chế biến mù cao su dưới gò vấp? Chưa kể việc cha con nhà họ Trần tại sao phải bàn giao bên nhà họ Hoàng. Dường như thấy con trai đã hiểu ra phần nào tính chất phức tạp. Ông Chuẩn phân tích chiêu ném đá dò đường của ông xui ra tinh quái. Nếu bây giờ ông ra mặt phản đối, vô hình chung đẩy con gái đứng về phe nhà chồng, Tuy thế nếu gần ép đón nhận, chỉ bằng vài câu nói xuông, nhà Hào Trần có ngay nhà máy được gây dựng vất vả bao năm. Đó là điều bất nhẫn. Đặt lên màn đá mấy tấm ảnh, ông Trần ngậm ngồi nói. Nếu không có dã tâm, tại sao ông ấy phải dùng trò mỹ nhân kế để hại ba? Vốn chẳng bận tâm đến sự khốc liệt trong giới làm ăn, đại tá Hoàng Thanh Bình có mối quan tâm khác. Việc em gái Hoàng Thanh Nga vừa được đeo loan thiếu tá quả là tin mừng vì thế khi thấy em gái có mối quan hệ thân thiết với đại tá hai bàng ở tây ninh khiến anh đâm lo đại tá hai bàng tên thật là huỳnh văn bàng ông này vốn là con trưởng của một nhà điền chủ dưới bạc liêu nhưng theo con đường binh nghiệp chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu em gái không liên quan nhưng đại tá bình biết rõ đại tá hai bàng nhúng tay vào các vụ đảo chính theo nhiều cách khác nhau với tư cách là huynh trường anh đoán việc em gái được lên lon là nhờ có công móc nối các sĩ quan ở những vùng chiến thuật điều này dự báo trước đêm chẳng lành khi chưa rõ bên thắng thua. Buồn vì ông bố chồng của em gái quá thủ đoạn, đại tá Bình khuyên ba của mình hãy sang nhận phần vốn góp để khỏi bận lòng. Dù khuyên thật lòng như vậy, anh biết việc đó rất khó thực hiện bởi nhiều nguyên nhân. Người được quyền mua lại đầu tiên sẽ là họ Trần vì đã có giao kết từ trước. Điều ái oăm ở chỗ con nói. Chẳng những bố vợ bán đúng giá cho con rể là người sẽ nhận quyền quản lý, do vậy bán theo giá nào vẫn phải chấp nhận chịu thiệt. Trong một ván cờ nhiều khi người thắng ván đầu không có nhiều lợi thế. Nếu nhà họ Trần có tham vọng như vậy, việc tiếp tục hợp tác trong tương lai rồi sớm muộn sẽ đổ vỡ. Biết rời đi trong lúc quan hệ đôi bên còn tốt đẹp như vậy cũng gọi là lưu chút tình về sau. Uống xong cốc cà phê đã, Đại tá Bình nói thật suy nghĩ của mình. Thôi, coi như lọt sàng xuống đi. Ba chịu tiền một chút, nhưng cháu ngoài của ba sẽ hưởng lợi. Theo con, rẻ cũng bán dẫu tiếc giải tâm huyết bấy lâu nhưng khi nhận ra con người thật của ông xui ra đến lúc này ông chuẩn chẳng còn thiết tha cộng tác thậm chí sáng nay khi có những bức ảnh trong tay ông đã tính hủy bữa tiệc giữa hai nhà vì không muốn gặp mặt ông hảo thấy con trai phân tích thấu đáo ông chuẩn gõ nhẹ tay xuống bàn rồi thở dài nói thôi đành vậy coi như gặp hàn đầu năm từ bên nhà ông thông Gia trở về ông hảo cùng hai cô con gái sinh đôi đi lễ chùa cầu may Đáng ra việc này của ba mẹ con, tuy nhiên do vợ kêu nhức đầu nên ông lãnh nhiệm vụ đi cùng Trần Tiểu Hoa và Trần Tiểu Huệ. Dù chẳng tin vào mấy trò cầu xin sẽ không bị ế, nhưng chuyện tâm linh chẳng thể luận bàn. Ông vẫn mong con gái sớm yên bề ra thất. Sài Gòn ngày đầu năm, tiếng pháo nổ khắp nơi. Dọc quan phú khổng tử có tốt múa lân sư rồng đang biểu diễn thu hút khá đông người xem. Ông hào tiếc vì vợ không có mặt, bởi quanh năm tất bật, đây là thời điểm cần nghỉ ngơi thư giãn, Ngôi chùa bốn rộng rãi là vậy, nhưng hôm nay người đến thắp hương và sóc thẻ đông gấp nhiều lần. Chẳng muốn bon chen ở nơi thờ tự, ông Hảo nhắc hai con gái vào, còn mình ngồi bên ngoài, gọi ly cà phê cho tình ngủ. Buổi tiệc sáng ngày đầu năm bên nhà Xu Gia thành công vượt mong đợi. Ông Hảo không giấu nổi về hân hoan khi chiếu tướng ông Tuần. Chỉ bằng việc giao quyền quản lý nhà máy cho con trai, gần như chắc chắn cái tên tàu vị yếu Trần Hoàng trong tương lai sẽ dụng mất chữ Hoàng. Như vậy nhà máy là tài sản của họ Trần. Trong tâm tâm của mình ông đã tính kỹ. Nếu ông Chuẩn muốn bán lại cổ phần. Đương nhiên cái giá đem ra thương thảo chỉ còn 50% giá trị thực. Còn một điều khiến ông tin nhà họ Hoàng chẳng thể lật lọc. Những điều khoản ràng buộc chặt chẽ đều được cả hai cùng ký tại miếu âm dương. Chắc chắn ông Chuẩn không vì chữ lợi để buông rơi chữ tín. Khi ông Chuẩn hết tham gia điều hành công việc, những việc tiếp theo chỉ là chuyện nhỏ. Tuy hơi có phần thất vọng do chưa thấy ông Chuẩn cầu hôn cùng ca sĩ Mỹ Khánh nhưng dự tính, ông hà vẫn tự tin vì ông suy ra chẳng thể thoát khỏi lưới tình với màn liên hoàn kế được sắp đặt công phu giờ ông như người thợ săn thành thơi ngồi chờ con mồi dính bẫy ngước mắt nhìn mấy con chim vừa được phóng sinh ông mỉm cười khi liên tưởng ca sĩ mỹ khánh như con chim mồi chắc này mai đủ khiến cánh chim đại bàng là trường tộc họ hoàng chịu cảnh cá chậu chim lồng ngay khi chồng đưa hai con gái đi lễ chùa bà vương ngọc thoại lên phòng ngủ trên lầu mở chiếc túi sách tay hơn chục bức ảnh chụp chồng bà tình tứ bên cô gái trẻ khiến bà sừng sốt và kinh hoàng. Hóa ra bấy lâu ông diễn tuồng trước mặt nhưng mà không biết. Căn cứ vào những bộ quần áo của chồng trong bức ảnh, bà nhận ra cô gái trẻ cùng chồng đã có mối quan hệ thân tình nhiều năm trước. Tuy nhiên bức ảnh gần nhất khiến bà đứng ngồi chẳng yên bởi bộ quần áo ký giả màu xám là trang phục chồng bà mặc chiều ngày 29 tháng chạp nghĩa là họ vừa gặp nhau có ba ngày trước đây. Chẳng phải vô cớ bà có những bức ảnh này, trong bữa tiệc tại nhà ông xui ra trưa nay, tranh thủ lúc chồng bà đi rửa tay sau bữa ăn, còn mọi người đang đứng lên di chuyển sang phòng khách. Bất ngờ ông xui ra đưa một phong bì tận tay, rồi nói nhanh. Chị xui mang về nhà hãy coi, đừng để anh xui thấy rồi la tôi nhiều chuyện. Ngồi một mình trong căn phòng ngủ, bà Vương Ngọc Thoại nhớ lại việc mình về làm dâu nhà họ Trần cách đây 35 năm. Bà nhớ rõ, khi pháo nổ ngay trước hai cánh cổng gỗ, bà được dìu xuống kiệu rồi bước qua bậc cửa vào làm lễ bái đường thành thân. Đó là năm vua Bảo Đại vẫn ngự trị trên ngai vàng. Bà nhớ rõ, gia tộc họ Trần tuy giàu có, tuy thế họ không phải là những người mạnh về thực lực trong cộng đồng người Hoa. Việc kết tình xui ra với họ Vương khiến họ Trần vượng phát. Trước kể số của hồi môn bà mang về nhà chồng đủ khiến nhiều người thèm nhỏ dãi. Thời gian như con tạo xoay vần, chồng bà giờ như biến thành người khác hẳn, Âu cũng là cạn duyên nên thành ra như vậy. Nghĩ đến việc xấu xa của chồng bị ông xui ra phát hiện, bà Thoại thấy dâng trào nỗi đắng cay vì bao năm lao tâm khổ tứ với nhà họ Trần, giờ tất cả tan tành như đống xác pháo ngập đỏ dưới hiên nhà. Mở ngăn kéo, lấy ra sắp giấy trắng, cầm chiếc bút máy Parker, rồi bật chiếc đèn bàn. Bà Thoại chậm rãi viết những dòng chữ đầu tiên. Bà không viết bằng chữ quốc ngữ hay chữ Hán. Tiếng Pháp là ngôn ngữ bà thể hiện trên trang giấy. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 14 của Ranh Giới. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 15. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc.